Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Đản, chuyên viên tư vấn đến từ tập đoàn đèn sửa nhà tắm Hans, để cùng tiếp nhận nhiều thông tin hơn nữa về sản phẩm đèn sửa nhà tắm, thiết bị không thể thiếu trong gia đình nhà bạn. Xin chào anh. Ngay bây giờ thì em muốn hỏi anh một câu hỏi mà có rất nhiều người thắc mắc, đó là về công suất tiêu thụ điện năng của đèn sửa nhà tắm là như thế nào? Xin chào tất cả các bạn. Anh sẽ trả lời câu hỏi của Trang. Đèn sửa nhà tắm, công suất của đèn sửa nhà tắm thì được thiết kế là tùy theo từng loại đèn. Nhưng chúng ta cứ hình dung là một bóng đèn sửa này có công suất là 275W. Có nghĩa là nếu như mà đèn sửa hai bóng, đây là dòng đèn sửa hai bóng, thì công suất cực đại của nó sẽ là 550W. Còn đèn sửa ba bóng thì sẽ là 825W. Đấy là công suất tối đa. Vậy thì khi chúng ta sử dụng ấy, thì sẽ tùy thuộc vào mỗi khách hàng, chúng ta sẽ sử dụng là một bóng hay là hai bóng hoặc là ba bóng. Đây ví dụ anh bật một bóng đèn như thế này thì có nghĩa là công suất tiêu thụ điện năng của đèn chỉ là 275W thôi. Còn khi bật cả hai bóng như thế này thì có nghĩa là công suất tiêu thụ điện năng tối đa của đèn sẽ là 550W. Đấy. Cũng tương tự như là đèn ba bóng, khi chúng ta tùy theo khách hàng, mọi người muốn sử dụng là hai bóng như thế này thì công suất của đèn sẽ là 550W, mà khi sử dụng cả ba bóng thì sẽ là 825W. Vâng. Đấy. Có nghĩa là công suất điện năng tiêu thụ thì phụ thuộc vào bóng đèn, số lượng bóng càng lớn thì công suất cực đại càng cao, đúng không ạ? Vâng. Và ngoài bóng tròn này ra thì em thấy còn có dạng bóng dài, thì công suất điện năng của nó tiêu thụ như thế nào? Về dòng đèn sưởi mà bóng không chói, bóng dài thì là công suất sẽ tùy thuộc vào từng loại đèn, và nó dao động từ là 500W cho đến 2000W. À vâng, có nghĩa công suất cực đại của loại đèn lớn nhất là đến 2000W. 2000W. Vâng. Và em xin cảm ơn anh về những lượng thông tin mà anh đã cung cấp cho em cũng như là khán giả. Các bạn thân mến, với những gì mà anh đã vừa nói thì các bạn đã hiểu thêm về công suất tiêu thụ của đèn sửa nhà tắm. Còn bây giờ, Linh Trang và em Quốc Đản sẽ nói lời tạm biệt đến các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau. Chào các bạn.